Rồi, đưa đưa điện thoại đây chú chụp cho. Mở thôi à? Mở sẵn đi. Tăng thường cho nó sợ. Nha, máy tao cũng hết pin rồi, máy này tao hết pin rồi nha. Tao quên, tao không cần cục sạc đi đâu. Nha. Vào đây, con gì tao vào Zalo cho. Đến là một lúc đi không đi bị ông chú không tìm hàng xấu lắm. Chiều nay mà nó đứng không thấy gì mô tả
tối cả. Động lắm. Cá nó đang động. Ba. Có kỷ niệm của em rồi. Xinh nhất rồi. Nhanh nheo. Ai hay để tí nó rút tài khoản lên cho anh coi một nhé. Được không chị? Dạ. Cái thông lôi em. Yên ra. Và vị trí quý vị muốn để sẽ là ở đường ao hồ đi thẳng ra tới bờ sông và kẹo bên phải hoặc bên trái cách 500m thì mới có vị trí gửi. Còn trong phạm vi 500m ở đường giữa sẽ không, xe sẽ không được lưu thông vào để dành cho những người đi bộ. Đó là tôi xin thông báo để chúng ta biết. Xin hết lòng cảm ơn.
quả chuông đánh ba tỉnh nghe thấy. Vậy mà biết anh biết cách nào mà đưa được lên không? Ngày xưa tay kéo.